Vũ xin chào bà con cô bác trên màn ảnh nhỏ. Hôm nay gãi chiếc quay cho 10 Thái nè. Đầu dớp nhóc đây, hai mua gì thì alo tụi em. Địa chỉ tụi em là ở Kiến Bình 2, Kiến An, Chợ Mới, An Giang. Rồi cho đầu lên đi. Thì đồng hồ mấy nào mất tiền này trước đi. Bánh bánh ở ngoài sau nó bị lỏng lên mặt đạn, nó rớt cái mặt đạn ra luôn rồi. Bánh xào nó bị rớt quạt đạn ra luôn nè, quạt đạn cái cấm chỉ đây. Bán cái bánh xào lẻ mỗi món mỗi riêng đi, bán lẻ cái bánh xào. Bây giờ cái bánh xào này, cái dành lô nữa rồi. Bánh trước, lấy cái má trước đi. Dành luôn. Rồi cái bánh đùm trăm mờ trước đây. Cái cái đùm này còn xương kim nè, cái dành mới, dành lô. Bố thắng mới thay nè. Rồi lòng tâm bô lòng lưng mặt đạn không lỏng nha. Cái con sâu nữa là gớt đừng đó, hay con sâu chỗ bên sườn. Chỗ bên sườn con sâu á. Mẫu á. Rồi. Rồi cái bánh trước này còn xài được nha. Bánh trước ba khía dành riêng theo xe. Còn xài được bình thường. Ở cái bánh trước này bán cho bà con cái dành thì dành lô nghe, cái đùm với cái má. Vì là cái bánh trước nè. Bán dành lô rồi. Cái đùm này còn đẹp, đùm này còn xài được bình thường. Cái bánh trước này 400.000 đi. Rồi bán cái bánh trước với cái má trước không à. Còn cái bánh sau hư rồi, đâu có bán đâu. Bây giờ cái má sau 1099 nè. Rồi má sau cũ nè, ai về muốn sơn lại hay muốn làm gì đó làm tùy hiểu huynh. Cái dòng bố này lò xo yếu xìu trời. Bố vui giỡn mà lò xo yếu xìu. Ghi vô cái bánh trước với cái má, bánh với má 400. Rồi cái má sau này cũng 100.000, 200.000. Má sau giờ sơn lại 200. Rồi cặp phục trước đây. Phục trước 100.000, cái này đắt 2.000 ha. Xe này 2.000 à. Đắt 2 con không ở đây nè. Trời ơi, ti dâm dữ thằng à. Ti dâm hết mẹ à. Nó còn xài được mà sao dâm dữ thằng nữa. Còn nhúng được bình thường nha bà con ha, mà ti nó dâm trơn, dâm xuống tới dưới này luôn. Rồi cặp phục trước này bán sát cho bà con đi, bán ai muốn về gắn xài thì xài, ai muốn làm lại làm, mà ti thì nó dâm kiểu này mà làm gì nữa. Để xài đỡ, bán cho bà con 350.000 thôi. Phục 110 rẻ như anh pha luôn, 350.000 cặp phục trước này, rồi cho qua luôn. Rồi cặp phục sau đây, nó bán về lấy xác, ai muốn trà rửa xét dữ kìa. Mấy cái này nó ăn vô không được nè, trà ra nè.
bán xác cuộc sao nó 110 về, ai muốn lấy ti lấy ắc muốn lấy vỏ gì đó rồi gắn ti mới vô thì gắn ha. Hàng ghim theo xe giờ phải thay ti xài mới được các bà con, không thay ti không được đâu, tại vì nó lâu ngày ti nó hư hết trơn rồi, ti tắm lìa thay ti vô. Rồi cặp phuộc này, cây này lò xo có xét nè, cái này kiều nó không chà ra nè, chà ra trơn rồi xi năng chứ không có được đâu. Cặp phuộc này bán 400 ngàn, phuộc sao 400, cái đồng hồ còn lên bình thường, quá chà mà kiến gân chân chim. À đồng hồ 2000 còn lên bình thường, không dài chạy hai dây này còn lên bình thường, không có hư hao gì chứ. Mà cái kiến này gân chân chim phải thay kiến khác nè, kim đồng hồ còn đỏ nè. Đây cho bà con coi trực tiếp, chưa vệ sinh, hai kim này còn lên bình thường, bốn con ốc này chưa có bị oxy hóa luôn, đồng hồ này còn được nha. Giờ thay cái mặt kiến, còn ai muốn thay mua mặt kiến thái thì bên đây em có bán rồi, mặt kiến thái 200 ngàn. Trời ơi nó đóng bụi nè. Rồi mấy cái này không có bể nhà hên, không có bể. Kim lên bình thường, ghi đông đa mét lên bình thường, không có bị man, nhà hên không bể luôn. Rồi cái đồng hồ này bán 700 ngàn, đồng hồ 110 đời 2000 bán 700 ngàn, còn xài tốt bình thường. Rồi chấn 310 còn ngay thẳng bình thường, buông tay được đó. 400 ngàn chấn 3 ngay thẳng bình thường buông tay được, 400 ngàn. Cần số 110 theo xe, đây có chữ V, đây có chữ T. Đây sao chạy hai đường này dưới ta, cái nút tròn này có mòn mà ít sẹo à, có mòn một ít à, cái gai nú này có mòn mà mòn ít chút xíu à, cần số còn khá là đẹp. Bốn trăm ngàn cần số 110 là 400, dễ bán nè, có chạy chạy mấy chỗ nè, chạy nè, chạy nè, mòn nè, chạy nè, nhưng mà nú đẹp nè, đưa lên xe là đẹp, xi còn sáng đẹp. Xấu là cần số đối với đồ đạp, nhưng thắng này lau dầu lại. Con ốc này lai rồi, ngóc này không phải rồi. Cái giờ đạp khởi động máy còn sáng đẹp, ok nè, mà quanh luôn xi sáng đẹp, chỗ này có chóc xiên miếng mặt trái. Giờ đạp cái con ốc này lai rồi nha, ốc này không đúng nha. Rồi giờ đạp khởi động máy còn đẹp trai luôn, 300 ngàn giờ đạp khởi động máy. Ba cây này thấy dầu rồi, cây cốt đặc của qua cho mờ đây, cốt đặc đây 100 ngàn, ghi vô cốt đặc này không có hàng đâu, 100 ngàn. Cây cần thắng 110 có chữ V đây, cần thắng theo xe, rộng nhỏ. Ở đây có chữ S đây, trời mặt trái nó chạy nè, chạy đơ tiện luôn. Còn chúng ta đây này, nó chạy cái theo thì nóng lạnh nha, trên đây này có bị xét hết mà không có mục gì cho nghe nè, nú còn đẹp nè, cũng có mòn hơi nè đó, thân xi còn sáng. Cần số này bán 400 ngàn, để ba món ra ngoài đi, để dầu đem vô phơi nắng luôn đi. Con ốc này đâu, không phải này, con ốc này đâu có, con ốc này đâu ta, chìm thấy vô. Cái bát yên của 110, bát yên với lưỡi gà bị gãy, lưỡi gà nữa. Rồi cái bát yên với ba cái lưỡi gà nó chưa có bị mục gì cho nghe, còn xài tốt bình thường, không có gơ lắc gì cho nghe, còn nguyên xi bình thường.
Đó, bát yên với hai cái lưỡi gà. Ok. 5 cái con. Thùng này nó bị tét nha. Có cái lạnh, có cái 5 cái con nè. Cái cây đẹp gắn ở bên phải. Cái đẹp á. Có gì mắc hết mắc hết con ốc rồi. Để kiếm con ốc bỏ vô lưỡi gà này bị gãy rồi. Rồi nguyên bộ bách yên này bán không có một lũng gì cho nha. Nói nhiêu đây đủ tiền 300 ngàn à. Nói cái bách yên với hai cái lưỡi gà này đủ tiền 300 ngàn, bán 300 ngàn nha. Còn xanh lè nè, không có một lũng gì cho nha. Bát yên trăm mờ, giờ lấy mấy cái thùng con cũ rồi chúng ta để qua thêm. Không có bộ đâu, bát yên này 300 ngàn, không có hàng đâu. Mấy cái đẹp 4-500, mấy cái đẹp người ta xịt dầu vô, người ta rửa, người ta xịt dầu vô, đẹp lên bán 4-500 ngàn. Rồi cái cục pin sườn trăm mờ, đợi 2 ngàn, đóng hai con không ở đây. Pin bự, pin theo xe, pin bự mập lù, không tét nè, bây giờ nhìn cái đầu không tét nè. Đó, đầu dưới không tét, không hàng lần nào luôn nè. Đợi 2 ngàn đóng đây, mập lù, bự, bành kia, điện giật găng nha. Của trăm mừ điện giật găng rồi, cái chụp ghim theo xe luôn, quá dữ. Cái chụp da băng luôn nè, margin da băng nè. Thật luôn. Cái cục mô mũ này nó không hư luôn trời. Đây ra cục mũ này nó không bị tét luôn nè. Vậy mà cái chụp này im nha. Cái miệng này có tét nè, nè. Cái miệng này có tét mà không sao cái miệng mà. Cái cục này không quan trọng. Cái cục pin sườn theo xe, dây còn mềm luôn, còn đẹp luôn nha, màu còn mè, còn bảy màu luôn nè. Đó, pin sườn theo xe đợi 2 ngàn, còn im quá trời luôn, 600 ngàn. Pin sườn với cái chập 600. Cục AC 100M theo xe, còn vuông chân luôn, không có bị gãy bởi tét mẻ gì hết trơn nha. Synergen AC theo xe. Rồi, còn lửa còn mạnh cùi cùi luôn. Thun này bị chai à. Miếng thun này nó đi quá thạch, nó chai rồi. Cái cục AC này bán 500 ngàn. Không có mẻ không gì cho nghe. Bén cạnh luôn, rất mới gỡ lần đầu tiên của trên xe xuống luôn. Xe mình máy zin mà. Máy đi ngày mai giả cái máy bán cho bà con luôn. Mai giả máy luôn á. Giả đầu món máy luôn. Máy zin chạy dữ luôn á. Xe này được có cái máy dữ dằn. Rồi cặp cầm trăm mờ còn xài tốt bình thường nha. Nhanh trái phải cầm trăm mờ để 2 ngàn. Ở trong nó còn vàng ôm nè. Nhanh trái phải còn bình thường. Cái này lấy cái dít nhặn vô chút xíu để nó gớt mấy ốc ổn rồi. Nút xì ten còn nè. Mấy cái này không có tét nha. Không tét bởi nè. Cầm. Cầm này còn đủ nha. Không tét bởi. Rồi cặp cầm này bán 600 ngàn nha. Lấy dít này dặn lại cái. Cặp cầm này 600 ngàn trái cộng phải nha. Có cộng dây ga luôn đấy. Cặp cầm. Rồi còn xài tốt bình thường không trở ngại gì hết. Rồi cộng dây điện sườn với kích đài da băng đó nè. Sao chậm. Bởi nồi cơm rồi. Rồi kích đài lấy cái cục mũ vô. Cục mũ bỏ chỗ đầu giỏng nè. Trời, chỗ bằng đá kìa. Dưới đít bằng đá kìa. Có cục kích đài margin da băng có 110 nè. Cái này mới đáng siêu tầm nè. Margin da băng. Còn xài tốt bình thường. Xài biết chừng nào hơn nó dằn ôm luôn. Cục kích đài này đẹp quá trời luôn. 150. Kích đài này gắn quanh pha lốc trắng, lốc đen, 110 thái, đồ dít ít, quanh pha cộng, đồ phu một, đồ kích đài này, sao biết đài nào hư, hai quay, không chấu, không gãy, còn vàng ôm luôn, 150 ngàn. Ở cái cục mũ của nó, lấy cục mũ chưa? Nè, bỏ kích đài cái vô 150. Rồi còn cộng dây điện sườn. Cộng dây điện sườn với cục chớp Mitsuba nè. Cục chớp còn ghim luôn nè. Cộng dây điện sườn bây giờ phân ở trên phân xuống. Cái này là chui gì đây? Ai câu cái gì đây? Câu kèn hả? Chui kèn. Dây còn xài được nha. Phân xuống đây cục bình nè. Đó, cục bình với cầu chì còn nguyên luôn nè. Dây này còn khá dây luôn nè. Còn xài được, không có bị bên trong ruột rồi còn mới hết trơn luôn nè.
À, êm luôn. Nói chung là dây điện chiều này còn êm luôn đó. Rồi có cục chớp với cục tinh tinh. Dây chui còn vàng. Rồi chứ có cái đầu mổ này là nó bị rách thôi. Rồi cộng dây điện sườn này với cục chớp luôn 300.000. Bà con biết cộng dây điện sườn mới là 1.200.000. Bên đây bán cộng dây điện sườn nghĩa địa tháo xe còn xài được bình thường, gắn quay alpha với gắn châm mờ được bình thường, có cục chớp luôn với cục tinh tinh là luôn đó, có cọc bình và cầu chì còn đầy đủ rồi, không có chế độ gì hết, còn xài được bình thường, bán 300.000 hả? 300.000 nó cho mau lẹ đi. Rồi cái con cua yên của châm mờ là 2.000, còn vàng ôm luôn, còn xài được bình thường, nhắn xuống tinh tinh đàng hoàng. Ủa vậy bản số cũ hả? Vì con trai bán số cũ được sao? Ủa hổng không tháo mà đem đi nạp cút bán số được hả? Như kỳ vậy. Rồi cái này 150.000. Rồi cái này là ổ khóa khế một chìa nghe, còn con chìa ổ khóa khế còn đẹp lắm, còn xài bình thường. À, 50.000 ổ khóa trước sau 50.000. Rồi tiếp theo video đây, cái đuôi đèn lái của châm mờ theo xe đây, nó chưa có vệ sinh, bà con về gỡ ba con ốc này ra vệ sinh lên là đẹp lên, em bán gì cho nó rẻ rẻ, dễ bán cho mau lẹ luôn. Chỗ này có chày chày nè, trên đây hơi mẻ, trên đây hai góc này mẻ rồi, rồi ăn cám luôn, hai góc này trên đây mẻ nè. Rồi còn xài bình thường nó bị đục bị ố theo thời gian, đã chưa gỡ trong cây rửa mà. Trời ơi bên đây chạy cái miếng nhanh dữ thằng à. Bên đây chạy miếng nữa nè. Bán cái đuôi đèn lái 200.000 luôn. Bóng nhanh là còn hoạt động tốt bình thường nha, còn xài tốt bình thường cũng đã thử rồi à. Cái này chụp dây điện đèn pha. Cái này thay à, đâu phải zin đâu. Chụp dây điện đèn pha có 110 thay ở đây à, đâu phải zin đâu. Thay dây nè. Cái này thay cho qua đi, treo lên trên đó đi để nó bể cái bóng ổn. Cái lấy cọng dây cột lại cái cù dĩa của 110 đề 2.000, còn xài được bình thường đây. Cù dĩa 110 đề 2.000 không có xài không chỉ. Rồi cái này bán KFLF nè, có 110 xài tốt lắm, im lắm. Gắn qua dòng xe 110 nè mà 2.000 không sao, chỉ bán 250.000 luôn đi. Rồi cái này kiếm cọc gác chân nhôm này kiếm không có thun là con gỡ ra mất tiêu hả? Bây giờ cặp gác chân nhôm này em bán nó bị thi mà mình tháo ra rớt mắt cái rớt mắt mấy cái con nè. Đó. Hai miếng sắt. Cái này gắn cái bô alpha nó gập miếng sắt nữa nè. Thì bây giờ chủ yếu bán cặp gác chân nhôm đây nè. Giờ mình để thun để con của cái đầu cũ của mình gắn vô. Đó. Rồi chỗ này mòn mẩy ít nè. Chỗ này mòn ít xẹo nè, thấy không? Nhôm đẹp nha. Ông công nhận là cái này nhôm đẹp nha. Nè cái sự hao mòn đất này nha. Nè. Thấy không? Rồi cặp gác chân nhôm này về bên đây thì nó có con nè, bên đây thiếu hai cái con, nó rớt nó mất đây rồi. Còn cái này nó gắn miếng sắt này thì gắn cái đầu alpha. Miếng sắt kèm theo đi gắn cái đầu alpha, gắn cái bô alpha cho nên nó gập cái lỗ này dài ra nè. Rồi thì gắt chân nhôm KEVA 4 KEVA 3. Một cặp này bán 250 luôn đó, rẻ rời luôn cho mau. Đồ của 110 nhất nhôm còn sáng giới không? Không tẩy rửa quá chắc nha, 250. Đây là cái thùng xăng lớn của qua 110 Thái. Nắp xăng nguyên rin nè.
bảy màu nè. Rồi ở bên trong thì tình trạng không có bị sét nha, ok luôn, bên trong là 5 màu quanh luôn nha. Quan trọng nhất bên trong, trong 5 màu quanh. Rồi này người ta có sơn lót nè, cái này bán về cho bà con sơn lại để đắp đài 2000 đóng 2 con không ở đây. Rồi về cho chúng ta sơn lại đi, đầu ghim theo xe thì nó dày dày cui đó. Còn ai muốn để xài thì xài, mặt tiền thì cái gì nè. Muốn sơn sơn, muốn làm gì đó làm, tùy hỷ quên thôi. Bán cái thùng sơn lớn này 300 ngàn thôi cho qua. Nó bao mục, bên trong bao mục nha, nắp xăng đẹp nha. Bên trong là không có mục đâu, nó sáng giới trong á. Đây nè, báo xăng lên bình thường nha. Rồi ở trong sáng giới, trong không có xét, không mục gì chân, ngon lành, khỏi lo. Rồi ghi đông sọ khỉ. Ghi đông sọ khỉ của anh Pha đây. Cái này nó gớt mất tiêu cục gù rồi nha. Đổ trọng bên trong thì còn. Cái này cục gù lô nữa nha. Đổ trọng thì còn. Ghi đông sao khỉ này còn ngay thẳng bình thường, không có bị cong quẹo nha bà con nha. Còn xài tốt bình thường. Cái này nó bị cong rồi. Cái này là cái kiến hậu nè, cái miếng kiến hậu bị cong rồi nè. Bẻ lại cái miếng này nha. Rồi cái tay thắng này bị gãy luôn rồi. Rồi ghi đông sao khỉ này em báo kỹ chính xác nè, cái tay thắng này bị gãy rồi nè ha. Bên thì gù lô nói chung là đấu chậm còn, không có gù đi. Rồi ghi đông sao khỉ bao ngay thẳng nghiêm chỉnh đàng hoàng. Cái miếng này nó bị cong nè. Miếng bắt kiến hậu bị cong nè, sửa miếng bắt kiến hậu lại. Cái này bán cho bà con là 250 đi, rồi cho nó mau đi, cái này nó hơi bèo. 250 bị cái tay thắng nó gãy vậy, có cái dây thắng luôn nha. Tôi theo luôn. Cái này để gỡ ra lấy đầu cái con ốc số 8, ốc 8 tháo cái đầu đèn pha ra. Gỡ ra đi. Còn nhan còn bọng lên nè. Ai muốn mua nhan. Đầu đèn pha zin theo xe nha. Đầu đèn pha zin theo xe, hai cái nhan zin theo xe luôn nè. Đầu cái nhan này thì nó găng chim chim thì có rồi đó. Này gỡ ra đây chút coi, tháo con ốc 8 liền này nè, rồi mấy con ốc giúp ba ke mới gỡ nhanh là được. Cái bát chữ A. Bát chữ A có 310 đề 2000. Đó. Bán cái bát chữ A này 50.000 luôn, đề 2000 99 thì nó có gâu đây, 2000 không có gâu. Càng này càng lô, bộ cho qua luôn. Còn cái gấp 310 đề 2000 bị lủng mà. Lủng rồi. Ai muốn làm đồng làm gì đó, muốn làm gì đó làm thì bán rẻ thôi. Bán 100 ngàn về cho ai muốn làm đồng gì đó làm. Nó bị lủng ở đây nè. Lủng bên đây và lủng bên kia luôn. Nè. Muốn làm đồng lại thì làm hai chỗ này lại rồi xài tiếp. Còn mấy chỗ khác là còn bình thường nha. Nước sơn là nước sơn còn zin luôn nha. Nước sơn này theo xe luôn, bị lủng hai lỗ rồi, hai bên. Thì chưa có bị một thằng ha. Chưa cái mờ mộc gất thăng ra ngoài á, cái này làm đồng lại xài nữa, xài hoài là hư tính nữa. Bị mình mua có 100.000 vậy rồi, mua 100.000 giá cái lỗ nó lại xài nữa. Cái lỗ đó là ngay chân cái thùng đỡ sên nó sẽ che lại á. Rồi đây là cái cản 110, không cái cản anh pha bực vuông rồi, bực lên mới là 110. Cái này anh pha một thăng rồi, bắt đầu một cái này thôi, bỏ qua cản này, bỏ qua đây. Cái chắc bán đồ mũ luôn. Cái này là gác chân hai tầng, hai cái thùng này thay nữa, thay thùng khác. Gác chân hai tầng này cứng khừ luôn nha, ngay thẳng nghiêm chỉnh đàng hoàng nha, cứng khừ luôn á. Cái thép của nó em đảm bảo bà con lấy búa mà đập á, búa đập bằng cong búa luôn á. Tôi hỏi mấy coi cây này nè, cây này nè, bà hỏi cái máy kia nó bị cong á, tháo ra ngoài đập cong cái búa luôn á, nó không cong nổi cái sắt nè. Sắt ghê gớm, sắt hai tầng này đó. Đó, thì gì nè. Cũ kỹ theo thời gian, cái chống này chống zin theo xe mà nó đứt cái đầu. Giờ nhà thay chống mới hoặc là thay chống khác thì ở đây em có bán chống thái 130.000.
Rồi giờ mình sơn mấy cái này lại ok nha. Thì các chân ngang hai tầng gắn quay quanh pha lốc trắng lốc đen 110 thái ZX quanh pha cộng phu chờ một, thì chúng ta nó nặng lắm, thép nó tốt lắm, giờ sơn lại xài thôi, yêu cầu nó không mục lại cứ sơn lại. Nó chạy nó không có rung cái máy nha, nó nặng á, nó nặng nó không có rung cái máy bằng cái sắt một tầng, nó bị rung cái giò. Còn này nặng quá nó đầm là không có rung rồi. Cái này bán 400.000 nha, 400.000. giờ thay cái chống 130, thay hai cục thun rồi lấy nước sơn xịt 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 sơ sơ rồi lại xài tiếp. Ok, 400.000, nó nặng mà thép nó cứng thứ nào cho nó. Rồi đây là cái chống đứng, nước đâu chảy dữ. Cái chống đứng theo xe, ủa chống đứng theo xe sao đây nó không có cái quay hả? Nó theo xe nó có cái quay, quay khóa. Cái này không hiểu nổi nha bà con, nếu mà đầu theo xe, nếu mà trong đứng mình dựng lên vậy nè. Hậu nước sơn này sơn mới quá, cây chống mới. Nó có cái quai ở đây, cây chống này rồi của anh Pha, không phải trong Thái. Bỏ qua đây. Rồi cập nhanh, trở lại cập nhanh cho mời nãy nè. Cập nhanh cho mời có gân chân chim, nhưng mà nhanh ghim theo xe này, gân chân chim nè, thấy không? Gân cái lần chân chim đây. Đây đây. Cặp nha này bán 150, còn xài được bình thường, ok luôn, có găng chân chim thôi, không có bể gì hết trơn. Rồi cái đầu, trời ơi cái này nó còn ghim mà nó bị sập hay vậy, không mua hay không? Trời ơi nó bị sập qua thôi không nổi, cái này đầu ghim mà nó sập nó quẹo qua một bên rồi. Rồi thầy cứu luôn, thầy cứu con chân này. Cái đầu này là đầu ghim theo xe nè, có ốc màu vàng nè, ít tăng lây nè, xịn nè, ít tăng lây nè, xịn nè, chữ đứng nè, đậm sâu nè, nhưng mà cái bóng nó quẹo đơ qua bên nè kìa. Cái này bán 100.000 đó, ai về muốn làm gì đó làm. Bà con biết cái đầu đèn pha có 110 mà ghim vậy ha, là 100, 200, 300 đồ đủ thứ, 700, 800 có khi cả triệu, cái đầu đèn pha triệu, triệu mấy luôn cái đầu đèn pha nè. Mà cái này nó không có bẻ gì, chỉ gân chân chim theo thời gian đầu ghim luôn, mà cái này nó bị quẹo đơ qua bên này, nó sụp mi nè. Thôi bán 100.000 giờ ai muốn xài được xài, để xài thí đó, có cái bóng luôn, bóng này chắc bóng lô quá. Rồi 100.000. Rồi tiếp theo cái bô. Đây là cái bô cho mờ mà nó bị lai cái bô của anh Pha rồi. Anh Pha 2003, cái bô gin 2003 gắn vô đây. Ồ cái bô này còn cổ gin luôn hả? Ờ có hàng, hàng đây. Rồi bị lủng ở dưới đang lỗ rồi. Cái bô anh Pha 2003 nhưng mà nè, mặt tiền không có đẹp. Bô anh Pha mà người ta khoét rồi gắn lỗ vô cho mờ, nó khoét lỗ rồi. Khoét lỗ rồi. Bô gin không có rất dễ gì chân, cổ này lủng nè. Cái cổ này giờ phải thay cổ khác nè, mới vô anh Pha được nè. Đó. Bô ngày xưa bô rin luôn nè, tiêu dài nè. Bô này thay cái tiêu lại, về thay cái cổ lại nổ hay nè. Mặt tiền không có đẹp, bị mớp mà mặt trái rất là nhiều. Rồi cái bô này bán cho bà con 400.000 luôn nè, mớp mặt trái rất nhiều, mặt tiền còn ok nhưng mà không có được đẹp nha, có mớp đen miếng nữa nè, bán 400.000. Rồi cho qua đây mua về sửa cái cổ lại gắn vô anh Pha xài 400, mớp mặt trái thôi. Rồi đây là cái học bình, tem đầu còn ok đó, bán cái này lẹ nè, 50.000. Quan trọng cục thun này còn, và cục thun này còn, rồi hai cục thun này còn ok, 50.000. Rồi cho qua.
rồi cái hộp đầu nghề của trăm mờ, cái miếng cao su này còn nguyên, rồi đây 2000 tháng 2 năm 2000 đó, cỏ quẹt chày mà thun còn nguyên nha. Đó, bán chậu trong đây chạy dữ rồi. Hộp đồ nghề trong đây xuất sắc, ướt át nhiều quá, bán 100 ngàn đi. Hộp đồ nghề này rẻ rời luôn nè, 100 ngàn. Nhựa nó tốt, xài biết nào hơn, mà quan trọng là cái miếng thun này nó còn y luôn nè ha. Miếng thun còn y. 100 ngàn ha. Kiếm thêm thùng khác, đừng nói, đừng hơi khó lấy. Cái đắt... đắt 2099 gì đây, nó bị bay 2000 nè. Ờ vậy nè, đắt 2000 nè, đúng rồi. Nè 2000 nè. Đắt cái lộ 2000. Rồi cái Boe 110 đây 2000. Trời ơi còn dính đắt đóng rong dữ. Cái này ở trong nó nặng dữ ta, không lẽ cái lọc gió nó bị đóng bụi hay sao mà nó nặng dữ ta. Rồi cái Boe 110 đây 2000 kéo lộ còn đó. À, bán cho bà con cái Boe này bán 190.000, rẻ gời cái ơi. Nó đắt 2000 còn nè, thấy không? Nó bị đóng bụi thôi. Ố, bán 190.000, không bao ship nha. Tất cả các phụ tùng bên em bán đều không có bao ship, bà con lưu ý phần đó giùm nha. Tiếp theo là bộ ốc áo của trăm mờ. Sao dít bẩn thiếu hay vậy? Dít bẩn còn được 4 con luôn. Dít cớp 3 con. Dít cớp còn có 1 con màu ạ. Có đâu nào? Có nhiêu đây ha? Rồi dít mặt nạ nè. Nhưng mặt nạ còn 3 con chim long đền tè le học me trơn trời. Hai con này đi ốc áo đâu có hai con này đâu rồi. Ô cái này ngoài cái này đi theo cái ổ khóa nãy nè, ổ khóa này hai miếng này nè. Cái này là mình mua xe Hà Nội về cho nên nó lai ốc rồi, nó lai tè le học me cho rồi. Thì thôi bán rẻ rẻ cho bà con người ta xài ha. Hai con ốc bắt cái bình cái thùng xăng lớn nè, con này ở đâu lai nè, rồi còn hai con mua gùa nữa, rồi hai con mua gùa không có luôn rồi. Hai con này làm cái gì đây, rồi được 5 cục thun cánh bẩn nha, được 5 cục thun cánh bẩn nè, có rồi 4 con ốc này với một con ốc cớp, hai góc của thùng xăng lớn, ba góc mặt nạ, góc mặt nạ móp méo hết trơn luôn rồi. Ốc cớp thì đẹp, ốc dít bẩn thì đẹp. Dít bẩn này thường thường người ta bán lẻ là 50 ngàn một con á, ốc kinh theo xe vậy nè. Đó, 50 ngàn một con, 4 con là 200 ngàn, vậy bán 200 ngàn. Rồi kèm theo hết tất cả bán 200 ngàn, ok. Rồi gọn vô bộ ốc áo thiếu nha, thiếu ốc dít cớp nha, 200 ngàn. Bị nó lai thẳng sẵn ngoài Hà Nội ngoài chứ không phải lại đây đâu. Mặt nạ. Ủa bờ cổ chưa? Bậy. Bờ cổ cho 10 tháng 1 đây 2000 có bể ô ơi. Bể hai ngóc này rồi. Đứt hoài nữa ơi, con này bán gì? Thôi đi. Có La Phong nè. La Phong 110 nè. Đời 2000 tháng 1 2000 La Phong còn nguyên nè, không có bị mẻ xước, không có bị cắt góc gì trơn nè. Đó, người ta không có vô vỏ lớn á, vỏ lớn nó bị mòn á, La Phong này còn nguyên hiện luôn nè. La Phong còn dẻo dai ok luôn nè. La Phong đời 2000 này bán 150.000. Tháo cái bản số ra, cái đôi dè bắt bản số có dạ quang nè. Đó. Có cái miếng dạ quang luôn, đôi dè bắt bản số đây. Miếng dạ quang đây. Cái này bán 100.000 luôn. Hôm qua sau này chạy quá nhiều bán 100.000 luôn. Cái mỏ dè nhưng mà mỏ dè bị bể ở đây rồi nè, hết biết uổng không, giờ nhà hàng lại bán rẻ cho bà con thôi, quan trọng là ba cái lỗ này rồi. Ở đây sức luôn, còn mẹ gì nữa đâu bán sức luôn rồi. Rồi ăn cám luôn. Nó bể cái quay đó là hết khả năng sử dụng rồi. Đây là cái yên trăm mờ, cái này yên 99 luôn, yên tháng 999 nha. Yên này về xài luôn,
Rồi kiên này giờ xài luôn nghe, mướp rồi có thay rồi, thay mướp với thay da, có cái đế 99. Thì kiên này giờ là xài luôn yên 99 mà, yên 199 giờ xài luôn. Kiên này bán 300.000. Cái này bỏ vô chắc cái thùng dữ vô trời. Này cái này bỏ vô cái bát yên hồi nãy nha. Kiên này 300.000. Rồi em bị dính sườn cái sườn. Trời ơi trời, cái sườn nó bị mọc luôn rồi, bọn ác ơi, nó gãy luôn rồi còn gì nữa. Bán ngay cho người ta sắc dụng đi, bán trên mạng người ta cười mình chết luôn. Gãy này, bán cái này nó còn nguyên đó, thì gãy này. Thôi, bỏ thắng này. Cái bình nắp quay, bình nắp quay còn xài được. Cái bình nắp quay này còn xài được, bóp tin 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 đài NNNN 80.000. 80.000 cái bình nắp quay GS cao, bình đen GS 6A 6.5A nè, nhân 0.5H nè. Rồi ai mua vô quay nhỏ 80.000 còn xài được bình thường nghe, cộng dây điện đâu thử tẹt tẹt cái coi. Dễ vậy coi. Dây điện nó không tới đâu được. Vì sao được? Đó, lửa chát chát nè bà con ha, lửa. Đó. Bình nó mạnh lắm. Còn xài được, đời được bình thường, bình là 80.000. Rồi ok, rồi cho qua đây hết trơn rồi, rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác nha.